Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem tới một tác phẩm của Ito Sensei đã quá quen thuộc ở các thể loại manga kinh dị. Có thể các cậu sẽ cho rằng lần này cũng sẽ là một câu chuyện ám ảnh và ghê rợn, một lời nguyền không đầu không cuối, hay là những con người kỳ lạ và vặn vẹo về mặt tâm lý khác. Nhưng không, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới một cơn gió hoàn toàn mới của Ito Sensei, một manga chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên. Bộ truyện đó chính là Nijen Shikaku, còn được dịch là Nhân gia thất cách hay Mất tư cách làm người. Không chần chờ gì nữa, cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Nhân gian thất cách là một tiểu thuyết ngắn mang yếu tố tự thuật năm 1948 của Dazai Osamu. Cuốn sách được xem là kiệt tác văn học của ông. Tác phẩm của Dazai Osamu là những bức tranh trần trụi về những góc tối của xã hội, của con người, của những mặt trái bị chối bỏ. Nhiều độc giả vẫn thường thắc mắc rằng, rốt cuộc là cuộc đời này có gì bi ai đến độ một con người tài năng như Dazai phải tự sát đến 5 lần để rồi kết thúc đời mình bằng cách tự trầm ở độ tuổi 39. Đời sống phải đau khổ như thế nào để gieo vào tâm hồn ấy mặc cảm lạc loài đến mức phải thốt lên mình đã mất tư cách làm người. Những trải nghiệm trong những năm tháng khó nhọc của cuộc đời được ông ghi lại trong tiểu thuyết Nhân gian thất cách, hay còn được độc giả biết đến với cái tên là Thất lạc cõi người. Tác phẩm chứa đầy nỗi đau này đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển nhất của ông. Quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, manga Nhân gian thất cách của tác giả Junji Ito. Tiểu thuyết gốc được Ito Sensei chuyển thể thành một truyện tranh một cách chân thực và lôi cuốn. Những nét vẽ của Ito Sensei đã vặn mở từng dòng một của cuốn tiểu thuyết để biến những diễn biến tinh thần của nhân vật chính, Jojo, thành một điều dễ cảm nhận hơn. Để giải thích cho việc lựa chọn hướng đi chuyển thể tiểu thuyết này, năm 2019, Ito Sensei đã có một cuộc phỏng vấn để nói về lý do của bản thân. Ở tác phẩm này, Sensei tìm thấy được một chất liệu kinh dị mới, đó là nỗi sợ đến từ sâu trong tâm hồn con người. Ngay sau khi ra mắt, manga đã nhận được cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình, nhưng lại bị độc giả đại chúng cho rằng đây là một bộ tiểu thuyết đuối nhất của Ito Sensei. Điều này khá dễ hiểu bởi sự tranh cãi đã nổ ra ngay ở tiểu thuyết gốc. Dazai Osamu vốn là nhà văn thuộc trường phái vô lại. Những nhà văn thuộc trường phái này thường mang sự tự hủy, ruồng rẫy bản thân và phản kháng xã hội vào văn chương của mình, khiến nhiều người đọc hiện đại khó cảm nhận và tiếp thu được. Tuy nhiên, các fan Nhật Bản lại bênh vực tác phẩm này bởi vì Nhân gian thất cách phần nào cũng vẫn đúng với xã hội Nhật Bản hiện đại, nơi con người luôn cảm thấy áp lực, cô đơn và lạc lối trong cuộc sống xô bồ. Chắc hẳn là các cậu đang vô cùng tò mò, vậy Nhân gian thất cách nói về điều gì mà lại gây tranh cãi ở cả tiểu thuyết gốc và manga đến vậy? Ngay bây giờ, chúng tớ sẽ tóm tắt toàn bộ diễn biến đã diễn ra trong tác phẩm này nhé. Cảnh báo spoiler, video dưới đây sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của tác phẩm. Chúng tớ khuyên rằng các bạn hãy đọc tiểu thuyết gốc Thất lạc cõi người của Dazai Osamu hoặc 24 chương manga Nhân gian thất cách để có một trải nghiệm tốt nhất. Còn nếu cậu đã đọc truyện hoặc không quan tâm đến spoiler, hãy nhấn nút subscribe, like và tiếp tục theo dõi nhé. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh một đôi nhân tình ngồi bên bờ sông. Chàng trai đang thất thần nhìn xa xăm về phía trước, trong khi cô gái lại đang loay hoay lấy dây thừng và buộc hai người lại với nhau. Đôi nam nữ sau đó cùng trượt xuống để cùng nhau kết thúc cuộc đời. Để hiểu được vì sao họ làm vậy, câu chuyện quay lại với mốc thời gian trong quá khứ. Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. Đây chính là câu nói mở đầu cho toàn bộ nội dung chính của manga. Cậu bé Jojo là nhân vật chính của bộ truyện. Kể từ khi sinh ra đến khi lớn lên, cậu vẫn không hiểu thế nào là làm người. Cậu bé không thể nói chuyện với những người xung quanh, vì vậy cậu đã đóng giả một tên hề để che giấu đi con người thật của mình. Jojo luôn có những hành động ngu ngốc để chọc cười mọi người trong gia đình. Cậu cũng luôn sợ cha mình nổi giận, vì vậy khi ông đi công tác, dù chẳng thích món quà nào, nhưng cậu vẫn phải cố viết vào cuốn sổ của cha một chiếc mặt nạ đồ chơi chỉ để làm cha vui lòng. Ở trường học, Jojo được tôn sùng bởi sự thông minh của cậu. Cậu bé học rất giỏi và thường xuyên đứng nhất lớp. Thế nhưng với Jojo, cậu không hề muốn có sự tôn sùng đó, bởi cậu cảm thấy như bản thân bị nhìn xuyên thấu vậy. Để che giấu đi con người thật của mình, cậu đã giở đủ trò nghịch ngợm trong lớp. Thậm chí, cậu còn viết những bài văn ngây ngô chọc cười mọi người. Việc trở thành một đứa trẻ tinh quái khiến Jojo rời đi lực chú ý của mọi người với bản chất của mình. Tuổi thơ của Jojo sau đó đã trở thành địa ngục thực sự khi cậu bị chính những gia nhân trong nhà mình cưỡng bức, cả nam và nữ. Mặc dù biết rằng gia nhân đang làm những việc sai trái với mình, nhưng Jojo đã không hề nói gì với bố mẹ. Điều này đến từ việc cậu đã có một cảm xúc rất kỳ lạ khi làm chuyện đó với phụ nữ, một cảm giác mềm mại và được xoa dịu tâm hồn. Jojo thừa nhận rằng nhiều phụ nữ sau này đã đánh hơi và lợi dụng những thứ cảm giác này bằng nhiều cách. Lên đến trung học, Jojo được gửi đến sống tới nhà họ hàng để thuận tiện trong việc đi học ở đây. Ở nơi này, cậu thành công tiếp tục vai diễn chú hề, trở thành một cậu nhóc tinh quái ở trường học. Tuy nhiên, chính tại ngôi trường này, Jojo đã gặp người đầu tiên nhìn rõ bản chất của mình, bạn học Takeichi. Trong một lần giở trò ở lớp thể dục để gây cười cho các bạn, Jojo đã bị Takeichi chỉ ra rằng việc cậu ngã là giả vờ. Từ đây, nỗi sợ bị phát hiện bản chất sâu thẳm trong trái tim Jojo bắt đầu trỗi dậy.
nhằm che đậy cho bản thân, Yuzo đã quyết định kết bạn với kẻ quái dị xấu xí Takeichi. Để thực hiện đúng kế hoạch kết thân, Yuzo đã mời Takeichi đến nơi mà mình đang sống để chơi. Cậu sống cùng với người cô họ và hai cô con gái của bà ấy. Trong đó có con gái út là Seth-chan, vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, khiến cho Takeichi đem lòng đơn phương. Trong lúc thăm thú nhà người cô, Yuzo đã khoe với Takeichi những bức tranh mà mình vẽ về ma quỷ. Takeichi đã dành lời khen cho khả năng vẽ của Yuzo, khiến cậu chàng vui sướng và quyết tâm vẽ lại một bức tranh khác đẹp hơn. Thế nhưng, ở bức tranh sau, Takeichi đã nhận ra rằng Yuzo đang vẽ chính nội tâm của mình. Takeichi đã khẳng định đó chính là bộ mặt thật của Yuzo. Để dìm xuống nỗi sợ hãi trong lòng và cũng để lảng tránh vấn đề này, Yuzo đã nói đến việc cô em họ Seth-chan của mình có lẽ đang thích Takeichi. Điều này khiến Takeichi cảm thấy hạnh phúc, cậu ta viết rất nhiều thư tình và nhờ Yuzo gửi đến Seth-chan, nhưng cậu đã không hề gửi đến người em gái bức thư nào cả. Và thay vào đó, cậu luôn nói dối rằng Seth-chan đã rất vui khi nhận được thư của Takeichi. Một ngày nọ, Takeichi tới nơi ở của Yuzo chơi. Cậu đã nắm tay và cố tỏ tình với Seth-chan, nhưng cô lại tát cậu đau điếng và ôm chầm lấy Yuzo cầu cứu. Dường như là đã nhận ra sự thật, Takeichi buồn bã quay đầu bỏ đi mà không nói gì cả. Thế rồi đêm hôm đó, Takeichi đã tự sát bởi quá đau khổ. Tưởng chừng như Yuzo có thể thoải mái quay lại với vai hề nhảy nhót mỗi ngày, nhưng thực ra tâm lý của cậu đã bị ám ảnh nặng nề. Việc thường xuyên nhìn thấy ảo ảnh hồn ma của Takeichi hiện về khiến Yuzo luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên. Thời gian sống ở nhà người cô họ, Yuzo biết cách pha trò khiến mọi người vô cùng yêu quý. Tại chính ngôi nhà này, Yuzo đã vướng vào cuộc tình tay ba với hai chị em ruột Oba-san và Seth-chan. Sự sợ hãi phải đối diện với vấn đề tình cảm khiến Yuzo không dám từ chối cả hai. Mọi việc trở nên mất kiểm soát khi Yuzo phát sinh quan hệ nam nữ với người chị Oba và bị cô em Seth bắt gặp. Sự ghen tuông mù quáng của Seth lên đến đỉnh điểm khi Oba nói rằng mình mang thai với Yuzo. Hậu quả là Seth đã đâm chết chị gái mình. Sau khi giết chết chị ruột, Seth-chan đã có ý định cùng chết với Yuzo, nhưng cô bất ngờ phát hiện ra rằng mình mang thai với cậu. Dù bị gặng hỏi như thế nào thì Seth-chan cũng không nói về bố đứa bé. Mọi người đều đợi đứa trẻ sinh ra để xem rằng nó giống ai, nhưng thật không ngờ đứa bé giống y hệt Takeichi, người bạn đã chết của Yuzo. Điều này khiến Yuzo vừa sợ hãi cũng vừa nhẹ nhõm bởi cậu có thể thoát thân khỏi vụ việc này, trong khi Seth-chan phải vào viện tâm thần bởi những gì đã trải qua. Toàn bộ sự việc đã kể trên mới chỉ là phần kết thúc cho giai đoạn đầu tiên của cuộc đời đầy bi thảm của nhân vật chính Yuzo. Sau những gì kinh khủng đã xảy ra, Yuzo không còn sống ở nhà cô họ mà đã chuyển đến Tokyo để học đại học. Ở trường mới, với tính cách nhu nhược của bản thân, cậu thường xuyên bị bắt nạt. Không những thế, bóng ma Takeichi vẫn luôn đeo bám dai dẳng không buông xung quanh Yuzo. Anh này với cái chết của người chị họ Oba, thi thoảng Yuzo cũng nhìn thấy hồn ma của cô hiện về trong trạng thái đầy máu me, đáng sợ. Chán trường việc học, Yuzo thường trốn không lên lớp. Vào những khi bố mình tới thăm thì Yuzo không thể trốn trong nhà, cậu đành đi lang thang trên đường để giết thời gian. Một lần, Yuzo đã tới một lớp học vẽ tranh thay vì tới trường đại học. Cậu đã làm quen một người bạn mới tên là Masao Horiki. Người đàn ông lúc đầu vay cậu chút tiền vì bản tính nhút nhát nên Yuzo đã đồng ý. Nhìn thấy cậu, tiền bạc rủng rỉnh, Horiki đã rủ cậu đi uống rượu ở quán bar và dạy cậu uống rượu. Từ đó, Yuzo được Horiki đưa đi khám phá cuộc sống sành điệu ở phố thị. Hầu hết mọi thói hư như việc hút thuốc lá đều do Horiki dạy cho Yuzo. Và chính người bạn này cũng đã đưa cậu đến một thói hư có lẽ là đã phá nát cuộc đời Yuzo. Horiki đã rủ cậu bé đến phố đèn đỏ. Bằng việc làm tình với gái làng chơi, lần đầu tiên trong đời, Yuzo cảm thấy sự ấm áp và an toàn. Cậu có thể ngủ ngon lành và không còn thấy những hồn ma phảng phất xung quanh. Một thời gian sau đó, Yuzo đã hoàn toàn lún sâu vào rượu chè, thuốc lá và gái gú. Cậu đã thay đổi hoàn toàn. Yuzo trở thành khách quen nổi tiếng ở phố đèn đỏ bởi sự đẹp trai và tần suất qua lại thường xuyên của mình. Tiếp theo diễn biến trên, người bạn Horiki tiếp tục rủ Yuzo đến một nơi bí ẩn và hứa hẹn sẽ rất thú vị. Hai người tìm đến một tầng hầm kín đáo và thấy một hội nhóm trong đó. Thật không ngờ, hội nhóm bí ẩn này lại chính là Đảng Cộng sản. Mặc dù không muốn tham gia, bản tính nhu nhược trong Yuzo khiến cậu không dám đối mặt và mở lời từ chối. Yuzo tiếp tục đóng vai hề nhảy nhót trong đảng. Cậu liên tục pha trò và nhờ tài ăn nói lưu loát, Yuzo được mọi người trong tổ chức vô cùng yêu mến. Trong đảng Cộng sản, Yuzo được xếp làm việc chung với một người phụ nữ hơn tuổi tên là Naeko. Cô dường như rất thích Yuzo và còn tặng quà cho cậu. Yuzo sau đó cũng đã xảy ra quan hệ nam nữ với Naeko. Nhờ việc được mọi người yêu mến, Yuzo được giao trọng trách quan trọng là trở thành thủ lĩnh của một nhóm bạo động. Sự hèn nhát của Yuzo khiến cậu mãi không dám tiến lên khi phải hành động. Phải rất nhiều lần mọi người thúc giục, Yuzo mới cầm đầu để xông ra khỏi một con ngõ nhỏ. Nhưng không ngờ rằng, cảnh sát đã nắm được thông tin và bao vây hai đầu ngõ. Nhóm bạo động bị ép vào giữa và dẫm đạp lên nhau trong hoảng loạn.
Yozo, người thủ lĩnh lúc này lại quá sợ hãi và chỉ biết tìm cách tự thoát thân. Quá khủng hoảng và mệt mỏi, Yozo tìm đến một quán cà phê và ngủ thiếp đi trên bàn. Tại quán cà phê này, Yozo đã gặp một người phụ nữ tên là Tetsuneko, người phục vụ tại quán. Tetsuneko là một người phụ nữ đã có chồng, nhưng anh ta đã phải vào tù vì phạm tội. Sau khi tâm sự với nhau, Yozo đã tới nhà của Tetsuneko để nghỉ lại và tại đó, hai người đã bắt đầu phát sinh quan hệ. Ngày hôm sau, khi trở về nhà, Yozo gặp rắc rối với những người đảng cộng sản. Hành động của cậu khiến mọi người cho rằng Yozo là gián điệp trong tổ chức. Bất ngờ là Naeko lại bênh vực Yozo. Tuy nhiên cô ta điên cuồng cưỡng bức cậu và nói đó là để cậu trả ơn. Trong một lần đi chơi cùng Hiroki, Yozo đưa bạn đến quán cà phê nơi Tetsuneko đang làm việc. Ở đây Tetsuneko đã đau lòng khi Hiroki nói rằng Yozo đã cho phép hắn ngủ với cô. Đêm hôm đó, Tetsuneko nói rằng cô muốn chết. Yozo lúc này cũng là một cảnh túng quẫn khi bị gia đình cắt trợ cấp vì cậu đã tự ý bỏ học. Chìm sâu trong đau khổ, Yozo và Tetsuneko quyết định cùng nhau tự tử. Hai người tìm đến mỏm đá ven biển và cùng uống thuốc để tìm chết. Thế nhưng trong lúc hấp hối, Yozo nhìn thấy hồn ma Oba-chan, người chị họ đã chết hiện về để chế nhạo cậu. Quá sợ hãi, cậu đã lỡ chân đạp Tetsuneko rơi xuống biển. Ngày hôm sau, Yozo thức dậy trong bệnh viện. Có người đã cứu cậu khỏi đó, nhưng Tetsuneko thì đã thực sự chết và không ai tìm thấy xác cô. Trong khi bị cảnh sát hỏi cung về vụ tự sát, sức khỏe của Yozo xảy ra vấn đề, cậu bất ngờ ho ra máu. Quá túng quẫn, Yozo tìm đến người bạn duy nhất của cậu có là Hiroki để vay mượn. Tại đây, cậu gặp Naeko và bị cô tát đau điếng vì những gì đã xảy ra. Đây là kết thúc của cậu với hai người phụ nữ, Tetsuneko đã chết ở biển và Naeko của Đảng Cộng sản. Thế nhưng, số mệnh đào hoa của Yozo vẫn chưa dừng lại. Một vị khách của Hiroki bất ngờ ghé thăm. Cô là Nanako, một phóng viên và là một góa phụ. Trong nhà chỉ còn cô và đứa con nhỏ. Ngay sau khi gặp mặt, Nanako đã phải lòng Yozo và đưa anh về cùng chung sống. Nhờ sự cổ vũ của Nanako, Yozo quyết tâm trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí. Thế nhưng sau một lần đi mua rượu trở về, nhìn qua khe cửa, Yozo thấy hình ảnh Nanako và đứa con nhỏ đang chơi đùa vui vẻ. Cậu chợt thấy lạc lõng và không muốn chen chân vào hạnh phúc ấy. Yozo quyết định bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Dù bỏ đi, Yozo vẫn không thể sống tự lập. Cậu mò tới quán bar mình hay uống rượu và nói với bà chủ ở đó rằng cậu đã bỏ Nanako để tới đây chung sống cùng bà. Thay vì vẽ tranh minh họa như trước, Yozo chuyển sang vẽ những bức tranh 18 cộng để kiếm tiền. Chính tại khu phố này, Yozo đã gặp được định mệnh của đời mình, Yoshiki. Đối diện quán rượu là một hiệu bán thuốc lá và Yoshiki chính là chủ quán. Yozo là khách quen ở đây và hiển nhiên Yozo đã khiến Yoshiki mê mình như điếu đổ. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu đã quyết định sẽ cưới cô gái ấm áp như ánh dương này. Điều này cũng được bà chủ quán rượu ủng hộ hết mình. Sau khi nên vợ nên chồng, cuộc sống của Yozo và Yoshiki vô cùng hạnh phúc. Đây là những tháng ngày tuyệt đẹp của Yozo. Để kiếm tiền, Yozo quyết định quay lại con đường vẽ tranh cho các tạp chí. Tài năng của cậu sau đó được tờ báo nổi tiếng Daily Morning chú ý tới. Người đại diện Aoki của tờ báo đã đề xuất cậu vẽ manga để đăng tải giải kỳ. Cậu chìm trong vui sướng mà không hề biết rằng Aoki đang nhòm ngó người vợ xinh đẹp của mình. Trong lúc hai vợ chồng có đang vui mừng thì bà chủ quán rượu đưa một người khách đến nhà họ. Thật bất ngờ, đó chính là cha của Yozo. Người cha của Yozo thông báo ông sẽ sống ở nhà hai vợ chồng trẻ một thời gian. Sự nghiêm khắc của ông vẫn còn như hồi trước. Khi nghe tin Yozo đang là một tác giả truyện tranh, ông cực kỳ phản đối. Ông cũng thường xuyên bắt bẻ Yoshiki. Trong một lần bị bố chồng mắng, Yoshiki ngồi khóc ngoài sân. Đại diện tạp chí Aoki đã nhìn thấy điều này và tiến lại an ủi. Bắt gặp cảnh tượng này, Yozo chỉ đứng quan sát từ trong nhà chứ không hề lên tiếng. Sau đó, Aoki mang đến cho Yozo một tin dữ, dự án truyện tranh của cậu đã bị tạp chí hủy bỏ. Thay vì để cậu vẽ, tạp chí quyết định lựa chọn người bạn Masao Hiroki vẽ truyện tranh cho họ. Nhìn thấy sự suy sụp của chồng, Yoshiki đã âm thầm đến gặp Aoki để mong anh ta giúp đỡ. Nhận được lời đồng ý, Yoshiki trở nên vui vẻ cả ngày và điều này dấy lên sự nghi ngờ bên trong Yozo. Thấy con trai mình sống suy sụp và ghen tuông với vợ, cha của Yozo đã đưa cho cậu một con dao và yêu cầu cậu chết đi nếu còn hèn nhát như vậy, đồng thời cũng xin lỗi Yoshiki vì con trai mình. Ngay sau đó, một người đưa thư tìm tới để gửi bức điện báo từ anh trai Yozo với nội dung thông báo rằng bố anh đã qua đời từ tuần trước. Người cha ở nhà hai vợ chồng thì không còn thấy đâu nữa. Đúng như lời hứa của mình, một vài ngày sau, Aoki đã đưa một nhà phê bình nổi tiếng đến gặp Yozo. Sau khi xem bức tranh của Yozo vẽ, ông cho rằng cậu là một thiên tài và muốn cậu vẽ tranh mang đến triển lãm. Cậu rất vui mừng và quyết tâm vẽ trở lại. Nghe thông tin về Yozo, người bạn cũ Hiroki đã tìm đến để chúc mừng cậu. Hai người đã cùng ra ngoài uống rượu và ôn lại những kỷ niệm xưa. Sau khi tâm sự, hai người bạn trở về nhà của Yozo và cả hai đều chứng kiến cảnh Yoshiki, vợ của Yozo bị tay nhân viên tòa soạn Aoki cưỡng hiếp. Thay vì cứu vợ, Yozo đã vội vàng chạy trốn.
anh chàng vừa khóc vừa uống rượu rồi ngủ thiếp đi ở bên đường. Còn Hiroki thì vội vã quay về nhà mình để tránh rắc rối. Sáng hôm sau, được Yoshiki gọi dậy sau cơn say, Yozo trở về nhà và quyết định rạch nát bức tranh mới vẽ. Mối quan hệ của Yozo và vợ sau đó trở nên vô cùng xa cách. Cậu thường xuyên bỏ vợ ở nhà để đi uống rượu, để rồi lại tiếp tục ho ra máu khi đang đi trên đường. May mắn cho Yozo, cậu được một dược sĩ có tật ở chân cứu sống và đưa về nhà chăm sóc. Dược sĩ Hiroko không những đi lại không tiện, cô còn một người cha già phải nằm liệt mà cần chăm sóc. Vì cậu thường xuyên gặp phải ảo giác đáng sợ và la hét cần uống rượu, Hiroko đã tiêm ma túy cho cậu nhằm giúp xoa dịu thần kinh của Yozo. Để luôn trong trạng thái không ưu phiền, Yozo đã quên đi lời dặn của dược sĩ mà liên tục lạm dụng loại thuốc này, để rồi nghiện ngập và phải tìm đến Hiroko thường xuyên. Nhờ có loại ma túy này mà Yozo trở nên tỉnh táo và tràn đầy năng lượng khi ở nhà. Thế nhưng khi hết thuốc, Yozo lại trở thành một con nghiện vật vã và đau đớn. Một lần, Yozo đã lên cơn và tiêm ma túy cho bản thân cùng dược sĩ Hiroko. Yozo và cô nàng đã phát sinh quan hệ trong lúc không tỉnh táo. Không ngờ vào sáng hôm sau, Yoshiki, vợ của Yozo đã tìm đến hiệu thuốc để hỏi về những ống thuốc mà chồng thường dùng. Hóa ra cô đã nghi ngờ từ lâu. Sợ hãi vì thiếu thuốc và vợ sẽ phát hiện, Yozo ở tịt trong nhà Hiroko và nói rằng cô dược sĩ mới là định mệnh của đời anh. Thế nhưng, Yoshiki đã biết tất cả. Khi Yozo đi về nhà, cậu đã thấy cô đang khóc ở một góc đường. Sau tất cả những biến cố xảy ra, Yoshiki đã mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Không còn những giây phút hạnh phúc, hai vợ chồng Yozo lúc này đều đang mắc bệnh. Trong khi cậu liên tục ho ra máu thì Yoshiki dường như mắc chứng hoang tưởng. Cô luôn hành động khó hiểu và nghi ngờ mọi thứ. Quá sợ hãi, Yozo tiếp tục đến nhà của dược sĩ để trốn tránh vấn đề. Và dù vợ có đến tìm cậu, cũng không trở về. Cậu liên tục an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thế nhưng hai ngày sau, Yozo trở về nhà và nhìn thấy vợ mình đã chết. Hiroko cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô cho rằng cái chết của Yoshiki là do mình. Vì vậy, Hiroko đã lấy hết số cây thuốc phiện trong nhà, đốt sạch. Nào ngờ, ngọn lửa lan sang nhà cô. Hiroko vội vã xông vào cứu người cha bại liệt. Và cuối cùng, cả hai bố con đều thiệt mạng trong đám cháy. Sau cái chết của hai người phụ nữ, Yozo lại chìm vào ma túy để quên đi hết thảy. Tỉnh lại sau cơn phê thuốc, Yozo nhìn thấy người bạn Hiroki và bà chủ quán rượu. Những người thân thiết quyết định đưa Yozo đi cai nghiện nhằm giúp cậu làm lại cuộc đời. Tại nơi này, Yozo đã gặp một người đàn ông trông rất giống mình, đang cố gắng kêu gào đòi thoát ra. Cậu đã gặp và nói hết những lời từ trong lòng với người thanh niên đó. Người thanh niên đó rất giống Yozo, có tên là Shuji Tatsushima. Anh ta là một nhà văn có nghệ danh là Dazai Osamu. Trong những ngày ở cùng nhau trong bệnh viện tâm thần, cả hai người đã trở thành bạn thân. Một ngày, khi đang đứng tâm sự bên cửa sổ, Yozo lại thấy ảo ảnh về Takeichi, người bạn đã chết thuở nhỏ. Nhưng Dazai cũng nhìn thấy hình ảnh ấy. Yozo bàng hoàng phát hiện ra cậu bé là một người sống. Cậu bé xấu xí chỉ tay về phía cửa sổ, nơi có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng nhìn họ. Người phụ nữ bí ẩn đó đã nói gì với đứa bé? Rồi khi trở lại, đứa bé liên tục gọi Yozo là bố. Lúc này Yozo đã nhớ ra người phụ nữ ở phòng đối diện chính là cô em họ Sechan. Sau khi tâm sự hết với Dazai, Yozo quyết định đối mặt với quá khứ và mở lòng với đứa trẻ. Chứng kiến và nghe hết về cuộc đời của Yozo, người bạn tri kỷ Dazai Osamu đã quyết định đặt tên cho cuốn truyện mình viết là Nhân gian thất cách. Hai người đều tin rằng đó sẽ là một tác phẩm để đời. Sau thời gian dài điều trị, Yozo được anh trai đón khỏi viện với một điều kiện rằng cậu phải sống ở nơi tách biệt và không được làm gì ảnh hưởng tới dòng tộc nữa. Cậu đồng ý tất cả và xin anh trai cho mình được đón Sechan cùng con mình ra viện theo. Một thời gian sau, Dazai cũng ra viện. Ông quyết định đi tìm và thăm Yozo, người bạn tri kỷ năm nào. Dazai và bạn gái tìm đến một ngôi nhà hẻo lánh, căn nhà vô cùng rách nát và điều kiện sống thì rất tệ. Người hầu dẫn Dazai đến phòng của Yozo, thế nhưng lúc này đầu cậu đã bạc trắng, tiều tụy như một cái xác khô và không còn nhận ra ai. Ngay lúc này, bà chủ gia đình Sechan quay trở về. Cô nhìn thấy bạn gái của Dazai đứng ở cửa và nổi cơn ghen tam bành. Sechan liên tục chất vấn Yozo đó là ai và đánh đập cậu thậm tệ, trong khi cậu con trai thì tỏ ra thích thú trước cảnh tượng đó. Người hầu vội vã đuổi Dazai và bạn gái đi vì sợ hãi bà chủ. Trong khi đó, Sechan ở trong phòng đang cưỡng bức Yozo ngay trước mặt cậu con trai. Đoạn kết cuộc đời của Yozo là khi Sechan và con trai hạnh phúc thả diều bên bãi biển, còn Yozo chỉ là một ông lão tóc bạc trắng gầy gò, mất nhận thức ở tuổi 27. Còn người bạn Dazai, sau khi quay về Tokyo thì anh đã tự tử cùng bạn gái. Và đó chính là cảnh mở đầu bộ truyện mà chúng ta đã thấy. Trên đây là toàn bộ những diễn biến còn lại của tác phẩm Nhân gian thất cách đến từ tác giả Junji Ito. Có lẽ nhân vật chính Yozo sẽ khiến nhiều người đồng cảm với những khổ đau mà anh đã trải qua. Nhưng cũng sẽ nhiều độc giả thấy cậu ta thật đáng ghét vì đã luôn hèn nhát và không dám đối diện với cuộc đời. Đây quả là một tác phẩm mang lại nhiều cảm xúc đúng không nào? Các cậu sẽ đồng cảm hay thấy Yozo đáng ghét? Hãy comment ở phía dưới nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out!